Okay. Hi everybody. This is Understanding Plasma Science, sections B and C of part 1 in Vietnamese. Phần 1 B và C, nano and GANS. Go ahead, Jean Mary. Hello, chào mọi người. Để Mary play cái video này như thường lệ. Lỏng ngồi xả hơi. Thưởng thức mấy video như thường lệ. There are people listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, on this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for man not to achieve. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double coil inside, you have continuous equal gravitational magnetic field. And if you put CO2 on it, and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition. And you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating connection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma. The nano technology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano and the plasma is all the same. So connection is very solid, it's very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the mind. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it, you are structuring it, and from today, we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities, which they do not exist. It is beautiful when we see the Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation and we already become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working around the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for.
The Keshe Foundation is extending an invitation to experienced farmers, agricultural specialists, and researchers to apply to the Foundation's private weekly agriculture teaching workshops. If you fall into one of these categories and are interested in plasma technology integration into agriculture, you're invited to apply. Scientists and agricultural practitioners at the Keshe Foundation continually develop and apply new methods of food and fiber production, soil fertility management, plant and livestock health management, and increased farm productivity using the most advanced plasma technology that is taught at the Keshe Foundation Spaceship Institute. In the teaching workshop, you'll learn the science of plasma technology and its applications in the field of agriculture for enhanced and equitable global food production while minimizing costs and external inputs. Practicing farmers and Keshe Foundation scientists will demonstrate their application of plasma technology in agriculture and the ensuing results of such applications, thus deepening and enriching learning for all participants in the private teachings. Participants are encouraged to demonstrate their farming practices in the teaching workshop. The private teachings are broadcast in English live over the internet through a secure private channel every Wednesday at 10 a.m. to 1 p.m. Central European Time. If necessary, you may bring a translator to the workshop. All applications are required to provide proof of their education and professional qualifications, must pass a security background check, and are required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. Translators that attend must also pass a security check and sign the World Peace Treaty. For details on how to join the private teachings in agriculture, send an email to agriculture@kfssi.org stating that you'd like to participate. Include in the email your education and agricultural experience and reasons for your interest in plasma technology. Applicants will be contacted with further instructions and details on the application process. The Keshe Foundation is extending an invitation to medical doctors of any practice and specialty to apply to the Foundation's private weekly medical teaching workshop. This includes medical doctors, dentists, and veterinarians. Scientists of the Keshe Foundation developed different types of plasma therapies and cures that utilize advanced non-invasive plasma technology. The weekly private medical teaching workshop educates doctors to the plasma science behind the therapies, along with the functionality and operation of revolutionary plasma medical devices. The goal of the private teachings is to add plasma health knowledge to the profound knowledge of medical doctors. The weekly class is broadcast live over the internet through a secure private channel every Wednesday from 2 to 5 p.m. Central European Time. Presently, the class is only offered in English. However, you are free to bring a translator to the class. If you can't participate in the live broadcast, you can watch them later at your convenience through a private internet portal. Every patient's case that is discussed in the workshop will be kept anonymous and private. This includes cataloged findings and data gained from the analysis of the patient's health issues. Any medical doctor in the world who wants to participate can do so by sending an email to doctors@spaceshipinstitute.org. In your email, please state your willingness to participate in the medical teaching workshop. If you're planning on bringing a translator to the workshop, please state this in your email as well. After we receive your email, we will contact you with the instructions on how to apply to the workshop. As a part of the application process, applicants who apply, including any translators brought into the workshop, will be required to sign the Keshe Foundation's World Peace Treaty, which can be found at the following web address. All applicants will be required to provide proof of their education and ability to practice medicine, and will also be required to pass an extensive security background check before they are granted access to the teaching workshop. Healthful plasma technology is here, now, the use of which is increasing exponentially on a day-to-day basis on every continent. We encourage you to come and learn about this revolutionary technology. Apply today.
Ok, thank you. Cảm ơn chị Mary. Đây là xin chào các anh chị và quý vị. Đây là buổi hội thảo công cộng lần thứ 52. Đây là Chủ nhật tháng 8 ngày 8 tháng 10 2017. Còn bên Việt Nam giờ là 2 giờ chiều. Còn ở Cali là 12 giờ khuya. Còn ở bên New York là 3 giờ sáng. Chúng tôi sẽ bắt đầu buổi hội thảo công cộng lần thứ 52. Đây là đúng một năm mà chúng tôi đã bắt đầu dạy bằng tiếng Việt Plasma Technology, công nghệ của Plasma. Ok, chị Mary, mình sẽ bắt đầu buổi hội thảo công cộng 52. Nhưng mà mình sẽ nói về nano với GANS. Cảm ơn anh Nguyễn. Xin chào quý vị. Trước đó mình qua những cái thông báo như thường lệ. Thông báo này về cái nhóm của anh Thịnh ở Việt Nam. Không biết có gì mới hay là giờ giấc có thể xác định, hay là Thịnh bên đó đường dây có rõ không? Có thể nói giờ giấc như thế nào cho nghe. Nói có một số bạn hơi bị lộn xộn về giờ giấc với ngày giờ. Giờ có thể mời người chính thức, người gia chánh lên nói rõ lại ngày giờ được không? Nếu mà được. Xin chào anh chị. Thì hội thảo này sẽ cho gia đình cast cho chủ nhật tuần sau ngày 15, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Mà hội thảo này chỉ cho gia đình cast họp nhau chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình, chứ không phải mục tiêu gì khác đặc biệt. Những ai có muốn đem gì theo để show and tell, để chia sẻ thì có thể đem theo. Thì ai có muốn đem theo những công cụ của mình, cái gas mình làm, mình có thể ở đây hướng dẫn người ta làm bút giảm đau, pain pad, hay là macraph nào nhỏ thì mình có thể hướng dẫn, hay là ngồi đến đây chỉ tám chơi thôi. Thì mình sẽ cố gắng mời các người, mà một phần nữa là có một nhóm khi họ không tham gia được hay là ở xa quá thì cái máy của Thịnh, cái thu âm nó không có rõ, khi mà để xa sợ mình có thể mở Zoom hay Facebook nhưng mà có thể người ta chỉ thấy hình mà không nghe tiếng rõ lắm. Thì để mình đang quyết định, sẽ nếu mà quyết định mình sẽ gửi cái thông báo cho nguyên gia đình KF Việt Nam để nhận cái tin có thể tham gia online trên mạng và góp ý kiến. Mà mình cũng đang cần mấy người hỗ trợ trên mạng luôn nữa về hosting, hay là nếu mà ai chia sẻ, tại vì mình không có thể nói chuyện ở ngoài mà coi online được hết đủ giờ. Cảm ơn Thịnh nhiều. Cái đây là cuộc họp mặt giờ để thực hành luôn hay là chỉ cuộc một cuộc hội họp mặt để mà trao đổi ý kiến, để mà là khoe những sản phẩm mình làm thôi? Cái này khác hơn như cái đầu không? Cái như trên màn ảnh nói là hội thảo thực hành, còn dưới là cuộc họp hàng tháng. Cái này nó có tính cách khác nhau thế nào hay cũng tương tự nhau? Cái là hàng tháng nó khác hơn mấy cái khác. Cái này mình có thể đến đây và nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, mình có thể khoe hàng mình làm hay là bên đây mình tám, thì không có lý do nào mà chính thức cái chơi chỉ đến đây là một cái gia đình mình họp để giới thiệu với nhau, để hiểu biết thêm nhau và ủng hộ nhau về kinh nghiệm mới. Và Thịnh cũng có một số sản phẩm để giới thiệu cho người khác, nếu mà ai chưa nghĩ đến hay là chưa nghĩ qua hay là thắc mắc thì Thịnh có giới thiệu mà quá kiểu mới kiểu cũ, bút giảm đau, mật quát y tế. Nếu mà ai thích thì có thể hướng dẫn người đó làm, hay là có thể đem một hai cái mẫu về nhà để thử, như là cái mật quát cho xe. Vậy là cái tuần tới đây đó là cái họp mà hàng tháng đó, là cái mục thứ nhì như trên màn ảnh là các bạn thấy. Rồi địa điểm với giờ giấc là quý vị đã rõ rồi ha, từ là Chủ nhật tới từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Và địa chỉ thì Thịnh muốn thông báo giờ, hoặc là các bạn có thể liên lạc với Thịnh để biết địa chỉ chính xác.
Thì đúng, thì đa số có thể mấy người mới thì không đến, nhưng mấy người cũ gọi ai cũng có thể nhắn cho mình cho địa chỉ. Thêm thứ hai nữa, mình không có bảo đảm nghe, mình có thể mời những nhóm nhân tiện đến để trao đổi ý kiến, và hai nhóm gặp nhau để cho phát triển công việc, họ sẽ chia cho những gia đình khác bề mặt của năng lượng nhìn như thế nào. Cũng thú vị ha, cái plasma thì năng lượng có thể thấy được, cảm giác được qua mấy cái món plasma, còn về nhân điện là plasma trong cơ thể của họ. Tôi họp lại để trao đổi, biết thêm về lĩnh vực mà mắt mình không có thấy rõ, mình chỉ bằng cảm giác với lại cái đó cũng có miêu tả. Nói tóm lại là chúng ta sẽ có một cái lĩnh vực khoa học mới về năng lượng qua những cái món plasma, hoặc là sâu hơn nữa, hơn những cái vật thể mà chúng ta sẽ nghiên cứu trao đổi sâu sâu hơn bằng một cách thực tế hơn là những cái buổi mà hội thảo chúng ta như là Mary làm trên đây thì có tính cách lý thuyết nhiều hơn. Nhưng mà cái này thì có cái giá trị thực tế cao hơn, bởi vì quý vị sẽ tận mắt thấy những cái món năng lượng như thế nào, và đã nhất là nghe kể kinh nghiệm của những người dùng có kết quả như thế nào để học hỏi. Ok, cảm ơn anh Thịnh nhiều. Rồi bây giờ mình bắt đầu vào những cái thông báo kế tiếp ha. Hôm nay thì có một cái bài mới mới vừa dịch bản thảo mới của bạn Đức làm xong kỳ 13 về trẻ em tìm kiếm kiến thức. Đây là những cái video mà thầy Cass dạy cho những trẻ em nhỏ tuổi hơn, và dạy một cách dễ hiểu hơn, với lại tốc độ, cái nhịp độ, tiết tấu chậm hơn. Thì đến bây giờ đã đến được kỳ thứ 13 rồi. Hy vọng các anh chị có thể vào xem nếu mà mình có nhu cầu muốn biết nhiều hơn. Nguyên cái video thường là 40 phút phải không? Không biết bạn Đức có đó không? Biết kỳ này có thể nói một vài câu là cái ý chánh của cái video này là gì? Review hết. Dạ, cái đợt này là thầy Kết có phỏng vấn với một cái anh ở trên radio live á, giới thiệu về công nghệ và có một số cái lý thuyết cơ bản, nhưng mà cái phần đó thì em chỉ lấy dịch sơ thôi, nhiều khi em cũng chưa có hiểu hết được cái từ nghĩa của nó, nên là nếu có anh chị nào có thể xem lại rồi review lại xem là nó có đúng cái từ đó hay không, tại vì có nhiều cái cũng chưa có thật sự hiểu tốt á. Đúng rồi, đây là công nghệ mới nữa, nó có nhiều từ ngữ nó cũng mới đối với ngôn ngữ Việt Nam và nhiều ngôn ngữ trên thế giới, thành ra có những anh chị nào góp được một hai chữ, hay là chữ nào thấy cảm thấy có chữ từ nào hay hơn hay chuẩn hơn thì xin vào giúp. Cái này là bản nháp, nó đi thẳng vào cái trong cái website mà làm phụ đề á, tên là amara.org. Dàn bài này sẽ như thường lệ sẽ đưa lên trên cái Facebook Việt Nam á, các bạn có thể bấm vào xem nếu có nhu cầu. Ngoài ra thêm một cái điểm mới, thông tin mới là Mary mới nhận được đó là KF bây giờ đang thâu góp các cái bài vở, nhất là các bài dịch của bất cứ người nào mà họ đã có dịch riêng lẻ tẻ các cái sách của thầy Cass á, trong ba cuốn sách đầu đã phát hành á. Thì quý vị nào mà đã có từng dịch riêng vì ý thích của mình hay nhu cầu của mình, một vài chương, một chương, cho dù không có chọn quyển sách đi nữa thì không chọn quyển đến chân lộn chọn quyển và là một phần cũng được. Thì không biết bên Bộ Giáo dục của KF đang có ý định làm như thế nào, nhưng mà cái ý chánh thì Mary hiểu là chắc là họ đang tiến hành việc mà làm sao có thêm nhiều Cảm ơn Đức rất nhiều đã dịch tới Phật kỳ 13 rồi, còn 8 kỳ nữa, tất cộng là 21 22 này. Cảm ơn Đức rất nhiều đã dịch qua bằng tiếng Việt. Cái đó là công trình rất lớn. Quen bên đó nghe được rõ được tiếng Mary không? Nghe rõ. Tại nhảy vào giữa chừng tôi nghe không rõ. Thì nói tóm lại là những cái quyển sách này Bộ Giáo dục hồi giờ họ đang chú ý đến
và đang gom góp những cái bài dịch của tất cả các ngôn ngữ, ít hay nhiều gì cũng được. Nếu các bạn quý vị đã có dịch và có quan tâm mà muốn những cuốn sách này mau thành hình thì gửi những cái bài dịch, có thể liên lạc với Mary. Tại vì đây là một câu công trình rất lớn mà riêng lẻ một người khó có thể nào mà hoàn thành được. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm qua mấy cái thông báo mới. Các lớp thông báo này cũng giống như thường lệ, nhắc lại lần nữa, kỳ trước cũng đã có thông báo rồi, cái lớp nông nghiệp, lớp plasma, trồng trọt bằng plasma hiện giờ tạm ngưng. Các quý vị mà đi tìm nghe thì sẽ không có nữa. Thì cuối, từ đây cho đến cuối năm, mình sẽ có cái lớp plasma căn bản. Đó là cái chủ đề chính của hội nghị hôm nay. Và hội thảo chứ rồi đến 2018 đó, cái lớp nông nghiệp mới bắt đầu có trở lại. Thì lúc đó cái lớp plasma căn bản kết thúc. Ok. Đây những cái link thường lệ. Ok, hôm nay mình sẽ đi vào cái phần cũng còn phần 1 của 12 tuần trong tiếng Anh, nhưng mà phần 1 tiếng Việt mình chia ra từng khúc ABC. Thì rồi mình đã làm xong phần 1 A. Bây giờ hôm nay mình sẽ làm 1 B với lại C. Dạ, kìa rồi mình xong khoa học plasma rồi. Hôm nay phần A với B, trong đây có một cái video cũng rất là hay, làm cho mình hiểu rõ hơn về cái lớp nano. Video này KF, do KF làm. Nano và GaN. Rồi nhắc lại kỳ trước một chút là phần A thì chúng ta đã học về khoa học plasma. Khoa học plasma là một cái môn học vượt xa những gì mà chúng ta biết về cái trạng thái vật chất. Cái plasma này không phải là một cái phép lạ hay một cái gì bí ẩn, mà là chỉ là những cái gì mà chúng ta chưa có hiểu thấu được mà thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn nó qua khía cạnh khoa học chứ không phải qua khía cạnh quyền bí. Chúng ta đã bắt đầu hiểu rằng mọi thứ trong vũ trụ này và ngoài vũ trụ được tạo thành từ các trường plasma. Thì cơ bản của trường là magnetical và gravitational, mà cái từ mới chúng ta học thẳng từ cái chữ Anh luôn là grav, có nghĩa là từ trường và trọng trường, hay chúng ta có thể nói tắt là từ trọng trường. Trọng trường cũng có một tên gọi khác là hấp dẫn trường, tại vì nó có cái tính hút, lực hút. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần B và C. Trước tiên phần B là về kỹ thuật nano. Vậy thì nano là gì? Nano, cái ký hiệu đó là chữ N. Thật ra cái ký hiệu trong sách đó N mà nó hơi dài, nó kéo xuống chút xíu. Và bây giờ ít ai cũng dùng cái hiệu đó, nhưng mình dùng cái chữ N thường đây là cho nó có tính cách phổ cập, tính cách thông dụng. Thì nano có nghĩa là một cái đơn vị cực nhỏ, có nghĩa là một phần tỷ, được sử dụng chủ yếu với hệ thống số liệu. Chữ này biểu thị một số đo là 10 lũy thừa trừ 9. Có nghĩa là số 1 đây chúng ta thêm 9 số 0, 3, thêm 8 số 0 chứ 3, 6, 8 với lại cái số 1 đây là 9, tức là có 9 con số nằm sau cái dấu chấm. Ở bên Việt Nam mình hình như dấu phẩy mới là đúng hơn. Bên Mỹ thì dấu phẩy họ đổi dấu chấm, tức là nó bằng 1 phần tỷ của 1.
tức là nó nhỏ gần như là zero. Thì chúng ta thường gặp từ này trong khoa học và điện tử dùng để chỉ các đơn vị thời gian và kích thước. Ví dụ như là một nanomet là một phần tỷ của mét. Mình lấy một cái mét, một mét mình chia ra một tỷ phần, và mình lấy chỉ một phần nhỏ xíu thôi là một phần tỷ của mét. Cái một tờ giấy thông thường của mình nó là dày đến 100.000 nanomet, cho thấy rằng cái số đo của nano nó cực kỳ nhỏ. Tờ giấy nó mỏng như vậy mà đối với cái nano nó đã dày đến 100.000 đơn vị nanomet. Các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản. Nano là những cá thể nhỏ xíu ở vi mô nano. Vĩ mô là lớn, vi mô là nhỏ, vi mô nano. Chẳng hạn như các nguyên tử độc lập và năng động nằm trong một cấu trúc phân tử, là những nguyên tử nhỏ xíu mà mắt thường mình không thấy, phải có kính hiển vi mới có thể thấy được. Phần giải thích thêm là nano, vật liệu nano không phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất do cái tính cá thể độc lập của các nguyên tử. Vì thế nó có tính cách cách nhiệt. Dành cho insulation. Ok, giờ chúng ta sẽ xem cái video này là cái minh họa quá trình hình thành các lớp nano. Mà cái lớp nano đó nó có bao gồm sự chuyển động của các trường năng lượng ở bên trong những cái khoảng hở của lớp nano. Để Mary stop share cái này, play cái kia, chờ tí xíu, chờ xíu. Nhiều cái window, nhiều khung quá, hơi bị lộn xộn đây. Ok. Share screen. Giờ các bạn có thấy chưa, thấy cái nó đẹp đen thui phải không? Màn ảnh đen thui video đấy. Đó, thấy được anh Quyền? Thấy được, thấy được, thấy được. Ok. Ok, chờ tí xíu. Cái video này thì không có tiếng, chỉ có những cái hình ở trên màn ảnh thôi, với lại những cái chữ bằng tiếng Anh. Rồi Mary sẽ tạm dịch qua tiếng Việt cho quý vị ha. Rồi xong, mình có video này khoảng chừng 7 phút coi xong video, nếu mà có từ ngữ gì hay là có những cái khái niệm gì từ ngữ trước đi, thì quý vị có thể góp ý nhanh nhanh, nếu mà ngắn ngắn thì được. Tại mình còn nhiều cái slide, vài slide, khoảng hai mấy cái slide để nói cho xong qua mấy cái slide đó, rồi mình có thể qua phần câu hỏi, rồi lúc đó mới có thể trao đổi nhiều câu dài hơn. Này, chú trọng về cái khái niệm trong video về cái nano, cái lớp nano nó hình thành như thế nào trước cái đã. Sẵn có cái từ nào ngắn ngắn tiếng Việt mà quý vị cảm thấy nó hay hơn thì quý vị có thể chim vô một hai chữ nếu mà tiện. Ok. Giờ bắt đầu Mary play nha. Thì ở đây, cái hình trên đây nói là trong cái tình trạng vật chất á, thì điều kiện nhiệt độ và áp suất môi trường thay đổi dẫn đến các trạng thái vật chất khác nhau. Và khi mà chúng ta thay đổi cái môi trường bằng cách thay đổi từ lực và hấp dẫn lực đó, thì chúng ta có thể chuyển đổi vật chất thành một trạng thái đơn nguyên tử. Và đó là trạng thái đơn nguyên tử, đó là thành những cái lớp nano như các bạn thấy. Thì khi mà
khi mà trong khi mà cái trạng thái vật chất ở bên đây mà chúng ta nhúng vào một cái môi trường mà nó có chất xúc hay môi trường kềm á, thì nó sẽ làm cho cái lớp nano đó từ từ bung lên. Khi nó bung lên như vậy sẽ tạo ra một cái kẽ hở giữa các đơn nguyên tử đó, và các kẽ hở đó nó đẩy bung, nó làm cho xốp đi cái lớp đồng đó, là tạo nên cái lớp nano. Thì đang thấy hình trên video là điều kiện môi trường tác động vào khiến cho đồng tơi lên, xốp rỗng, có kẽ hở và hình thành nên các lớp nano. Cho dù các lớp nano này nó có những cái khoảng hở giữa các nguyên tử đi, nhưng mà nó vẫn còn liên kết lẫn nhau do các trường. Trường là những cái dòng chảy các bạn thấy đó. Và nó vẫn còn liên kết, nhất còn dính với cái thể vật chất ở phía bên dưới, những cái chấm màu nâu ở dưới, những cái banh nhỏ màu nâu. Chúng chưa có được tự do và vẫn còn phụ thuộc vào một cái vật thể. Chúng liên kết với nhau bằng các trường tự tính và hấp dẫn tính, tức là cái lực hút và đẩy. Chúng ta thấy lớp dưới là vật chất, lớp ở trên đây là cái lớp nano, mà với những cái hạt nhỏ này là những cái hạt đơn nguyên tử. Đơn tức là nó đơn độc, nó không dính kết gì cả. Đối với cái thể vật chất đó thì những cái hạt nguyên tử đó nó kết chặt lại với nhau, rất là chặt và đặc. Và cái độ nén kết của phân tử tùy thuộc vào nhiệt độ và áp suất. Lớp nano đơn nguyên tử chúng tự định vị trí và liên kết với nhau bằng các trường tự tính và hấp dẫn tính. Và chúng vẫn còn liên kết với cái thể vật chất, cái banh màu nâu ở dưới. Cái vị trí của lớp nano là do các lực hút và đẩy của từ trường và trường plasma dời đổi mà tạo nên. Và điều này xảy ra từ bên trong cấu trúc của một vật chất ra bên ngoài, là cấu trúc của lớp đơn nguyên tử. Và những hạt này tuy như hạt nano này nó không có bị kẹt vào trong thể vật chất, nhưng mà chúng tìm khoảng trống để mà nó lách vào những khoảng trống đó, và những cái hạt này chúng nó dung nạp với nhau. Và cái khoảng cách giữa những cái lớp nano này không có đồng đều. Những cái kẽ hở đầy từ trường này có dung chứa một cái điện năng mà và một cái phổ các trường năng lượng khác nhau, tức là đủ loại trường hết có cường độ khác nhau, mạnh yếu cả trăm loại trường khác nhau. Những khoảng hở này đó là cái chỗ năng lượng của từ trường và trọng trường, và chúng nó liên tục phát ra các trường để duy trì những cái khoảng cách này. Nhờ những cái trường phát ra này mà nó giữ được vị thế cân bằng đối với cái môi trường chung quanh. Thì những cái trường này tỏa ra và hòa quyện vào nhau, và những cái khoảng trống đó, và những khoảng trống này trở nên một cái điểm, một cái trạm năng lượng và thông tin. Những cái khoảng trống này cũng giống như là một cái bao, một cái túi không khí. Trong cái khoảng không đó nó có chứa plasma, trong cái năng lượng plasma trong các lớp nano đó. Những lớp nano này có khoảng cách khác nhau, và vì thế cho nên cái lực lượng trường chứa ở cái khoảng trống đó nó cũng khác nhau nữa. Những cái lớp này chúng tác động lẫn nhau và tạo ra một cái phổ đầy dẫy các từ trường và trọng trường khác nhau. Thì nhờ những cái từ trường ở trong cái khoảng trống đó mà chúng nó có thể hấp thụ tất cả các cường độ hay mọi độ cỡ của các từ trường và trọng trường. Đó là tại sao chúng có màu sậm tối. Thì khi mà đến cái giai đoạn mà làm cho cái lớp nano khô đi đó,
đó là cái một một cách để cho các lớp nano này nó được ổn định. Và trong giai đoạn này chúng ta cũng dùng một cái vùng kế nữa để mà giúp cho các lớp nano khô ổn định và có thể nối truyền cái dòng năng lượng chảy. Khi mà dòng điện chạy qua, nó sẽ sắp xếp và thiết lập một cái luồng hướng cho năng lượng nano đi qua, năng lượng plasma xin lỗi, đi qua trong cái lớp nano đó. Một cái điều quan trọng là chúng ta nên nhớ rằng những cái lớp nano này không phải là chỉ có hai chiều, nhưng mà chúng nó hoạt động với ba chiều. Ba chiều tức là một cái vật thể đàng hoàng, chứ không phải là một cái mặt phẳng. Có chiều chiều dọc, chiều ngang và chiều sâu. Một cái miếng đồng mà khi mà chúng ta phủ nano thành công á, thì cái miếng đồng đó nó sẽ trở nên mà sậm màu, màu tối. Thì cái màu tối này chứng tỏ rằng cái miếng đồng này rất là hữu hiệu trong việc tóm thâu hay hấp thụ những cái năng lượng trong không trung. Và những cái lớp nano này có đến cả mấy chục ngàn lớp lận. Và những cái hạt nano nhỏ này cũng là ba chiều. Và những cái khoảng không không khí bên trong giữa những cái hạt nano này cũng là ba chiều luôn, chứa đựng những cái trường plasma. Thì cái lớp nano này là một cái khám phá mới, cho thấy rằng chúng ta có thể tạo ra được một cái cách để mà giữ bảy cái năng lượng chung quanh cái môi trường vào trong những cái khoảng không đó. Và những cái khoảng không giữa cái hạt nano này có chứa đựng các cái trường plasma. Và trường plasma nào mà có cái sức mạnh tương ứng với cái trường nằm trong cái khoảng không giữa các hạt nano đó đó, thì cái trường cùng tương ứng với lại sức mạnh đó nó sẽ tương tác, nó sẽ thu hút vào trong cái lớp nano giữa cái khoảng trống đó. Thì đó là xong cái video. Các bạn thấy sao hồi đó giờ mình hay làm nano nọ kia, mình biết là nó có năng lượng nhưng mà không có rõ như cái video này. Rồi cái video này họ làm cũng hay, rất là thích hợp giúp cho những người mới họ biết. Rồi stop share ha. Có thấy những gì mà mình thấy giống những gì mình đã hiểu từ đó đến giờ không, hay là có gì mới không, hay là cái này cũng khá căn bản ha. Nhất là ngay cái chỗ mà nói về dùng cái vôn kế với lại cho dòng điện chảy qua cho nó ổn định đó, cho nó có cái luồng hướng, chứng tỏ rằng khi mà những cái lớp nano đó nó mà ổn định cũng giống như là đất sét. Rồi tưởng tượng giống như là đất sét mà khi mà mình nó khô rồi thì những cái đất sét nó không còn động đậy, không còn nhúc nhích nữa, nó cứng lại rồi thì nó ổn cho cái dòng điện chạy qua. Cái đó để bổ sung thêm cái đó người đã gọi là tiếng cái đó tiếng Việt Nam gọi là phân cực á, Marie. À phân cực ha. Để cho mỗi cái điện tử đó có cực âm cực dương có nối tiếp nhau thì cái dòng điện nó chạy theo đó một cách hài hòa hơn. Đó gọi người ta gọi là phân cực. À, ok cảm ơn bạn. Tức là phải cực âm cực dương. Mà cái điểm hay của cái lớp nano đó là nó vừa kêu là dẫn điện mà là nó vừa cách điện. Ở trong cái buổi của tiếng Anh á thì anh Flynn nó có nói rằng là cái anh nói là nano nó dẫn điện theo chiều dọc theo cái dây đồng á thì nó dẫn điện, nhưng mà nếu mà đi vuông góc như là cái dây đồng đi lên á, tức là qua cái lớp ngoài dây đồng thì nó lại là cách điện. Vì lý do đó mà khi mà một cái dây đồng mà nó nano thật là kỹ, không có còn đồng trơn lộ ra đó, thì có người rờ vào không có bị giật.
Mary share lại screen để trở lại cái slide cũ. What's up? Không thấy gì chờ chờ xíu. Where the like a screen ra. Okay, slide đây. Let's see. Sự tồn tại và tương tác năng động giữa các tốc độ, mật độ và cường độ khác nhau của những từ trường đã dẫn đến những gì mà chúng ta thấy là các hành tinh, thiên hà, thực vật, động vật, phân tử và nguyên tử. Như nãy cái video nói cái lý do mà giữa các cái hạt nano mà nó hấp thụ đủ loại trường, năng lượng nào cũng có thể hấp thụ vào là tại vì những cái khoảng giữa các lớp nano nó không có đồng đều nhau, nó không có giống nhau. Cho nên tất cả gì nó không giống nhau vậy nó chứa đựng những cái lực lượng của trường khác nhau hết. Và do cái sự khác nhau giữa các tốc độ, mật độ và cường độ khác nhau của những từ trường có thể dẫn những cái gì lúc mà sáng tạo những khi chúng ta tạo từ trường tạo ra vật chất á, do cái sự khác biệt đó gọi là thiên hình vạn trạng á, thì nó mới ra từ cái trường plasma không, mà cũng cùng một cái nguyên lý đó mà các hành tinh, thiên hà, thực vật, động vật, phân tử và nguyên tử đều có những hình thể khác nhau hết, là do những cái cường độ trường khác nhau, tốc độ và mật độ khác nhau. Thì chúng ta tương tác với những cái trường này như thế nào? Thì chúng ta tương tác với các trường này thông qua cái lớp nano. Những cái slide này chúng ta xem tiếp tới đây cũng là nói rõ hơn hay nhắc lại mà cái nguyên lý trong cái video mà chúng ta mới vừa xem. Thì đây là trạng thái vật chất. Cái đồng trạng thái vật chất thì đồng trơn như vậy. Qua đây là trạng thái nano. Nano là bởi vì cái lớp vỏ bên ngoài của đồng á, khi mà qua nhiệt hay là qua nhiệt với lại nhiệt độ dưới súc á, thì nó bung cái lớp nguyên tử ra. Nó không còn là phân tử nữa mà nó thành ở vị trí đơn nguyên tử, mono atom. Và nó trở thành màu đen. Màu đen đây là một cái dấu hiệu càng đen càng sậm màu á, thì nó có tính cách có thể là thu hút, hấp thụ được năng lượng xung quanh môi trường. Hoặc là nói cách nôm na khác là nó có thể bẫy, cái này giống như một cái bẫy để mà đẩy bẫy năng lượng. Trạng thái vật chất, mọi thứ chúng ta thấy đó là hữu hình mà chúng ta gọi là vật chất. Nó có thể là một cái ngọn cây, miếng nhựa hoặc một mảnh thép. Tất cả chúng nó đều được làm bằng một cái cấu trúc nhỏ bé được kết chặt lại với nhau. Chúng ta gọi nó là vật chất. Nhưng trên thực tế, nó được gọi là những plasma. Chúng ta có những quả bóng plasma nhỏ như thế nằm san sát với nhau thành một khối. Ý hai cái chấm ở đây nói rằng cho dù cái miếng đồng đây đối với mắt của chúng ta rờ thấy được á, chúng ta gọi nó là một cái thể vật chất. Nhưng mà trong thể vật chất này cũng là những cái plasma nhỏ kết chặt lại với nhau. Kết chặt đến mức độ là nó nén thành một cái vật chất. Và những cái đơn vị nhỏ nhất, nhỏ hơn là hạt nhân, nhỏ hơn là nguyên tử, nhỏ hơn là hạt nhân nữa thì chúng ta gọi đó là một cái plasma.
như cái bài học trước á, chúng ta thấy một plasma là gì, chỉ là một cái tụ, một cái đốm giống như đốm mây, nhưng mà cái đốm mây này như là một cái tụ hình xuyến của những cái từ trường xuất phát từ trung tâm điểm mà nó phát ra phía một đầu này và bắt đầu nó thu hút dòng trở lại một đầu kia, thì đó là một cái trường plasma nhỏ. Thì ngay cả cái miếng đồng này cũng có cả triệu triệu tỷ tỷ của trường nằm trong đó. Thì chúng ta có những cái quả bóng plasma nhỏ như thế nằm san sát với nhau thành một khối, cũng giống như những nam châm, khi bạn đặt chúng bên cạnh nhau thì chúng sẽ tự tìm một cái vị trí nào đó và duy trì một cái khoảng cách như vậy với nhau. Thì những cái nam châm đó, những cái nguyên tử đó đó, là nếu mà nó nằm tách riêng ra như nãy mình mới vừa xem video với cái dạng đơn nguyên tử đó, thì cái đó là lớp nano. Còn nếu nó nằm nén lại với nhau thì nó lại thành là một cái trạng thái vật thể vật chất. Và vật thể vật chất đó có thể là những nguyên tử đồng nằm sát chặt nhau thành một cuộn đồng, hoặc là có thể là một mảnh thép, hoặc là một miếng nhựa, hoặc là một ngọn cây mềm, lá cây mềm, một cái bông hoa mềm chẳng hạn. Tất cả đều là những cái plasma rất nhỏ nhưng mà nó nén ở trạng thái vật chất. Còn từ vật chất mà qua nano, nếu ta hơ nóng hoặc cho một dòng điện chạy vào cái lớp vật chất này thì các nguyên tử sẽ tách ra và sẽ giống như thế này, giống như là bắp rang. Ví dụ hạt bắp nó rất là cứng, khi mà rang rồi đó, là qua lửa nó sẽ bung lên ra, cái bắp rang nó sẽ xốp. Thì trong trường hợp này, nếu đây là cái những hạt đồng, nguyên tử đồng, thì sau khi qua lửa hay dùng điện chạy vào đó thì dây đồng sẽ trở thành màu đen với hình bên phải đây. Thì ít cái hình màu đen, cái lớp này là ít nhất có đến 30.000 lớp của những quả bóng nano nhỏ xíu nằm chồng lên nhau. Xin lỗi Mary, dịch sao bỏ sót cái này, Mary tạm dịch lại, sorry. Đây nó là tại sao chúng ta dùng những cái lớp nano. Thì những cái lớp nano này cũng giống như là một cái giao diện. Nó là cái điểm nối, hay là cái điểm bẫy, điểm nối của tất cả những cái trường xung quanh chúng ta lại với nhau. Và cái lớp những cái lớp nano này đã cho phép chúng ta có thể tương tác hay là tác động với những cái trường ở trong nó, giữa cái kẽ hở này và những trường chung quanh. Và bởi vì chúng ta đã làm tức là lỏng đi cái liên kết giữa các hạt nguyên tử, cho nên cái hạt nguyên tử nó lỏng ra vậy, nó xích ra xa đó, xích ra xa thì nó sẽ cho phép những cái trường năng lượng hay trường plasma đi xuyên qua những kẽ hở này. Và chúng ta có thể chúng ta có thể nói cái những cái hạt nano này cũng tương tự như những cái bộ lọc vậy, những cái bộ lọc, tiếng Anh kêu là cái filter đó. Lọc nó hở ra, nó cho phép những cái gì mà vừa sẽ lọt qua những cái kẽ hở này. Những cái kẽ hở này chỉ có thể cho phép một cái số trường nào nó thích hợp, nó tương đương với lại cái nó thích ứng với lại cái sức mạnh với lại cái trường trong đây, và nó thu hút vào. Tương ứng không có nghĩa là lúc nào cũng cùng sức mạnh, có khi một cái chỗ này nó trống, nó yếu, mà cái mức trống đó đó nó thiếu y như là cái cùng một cái cường độ, thiếu cùng cường độ như là bên ngoài có một cường độ mạnh như là cái này cần, thì tự động nó sẽ tuôn vào, cũng giống như là theo cái cách hiểu của Mary là cũng giống như là nước, cái chỗ nào mà cái áp suất cao thì nó tuôn vào chỗ áp suất thấp, hoặc là gió, luồng gió đây gió mạnh thì nó, thì cái không khí nó phải di chuyển đến cái chỗ nào mà ít không khí hơn để nó cân bằng, thì trường nó hoạt động, nó vận hành cũng tương tự như vậy. Tức là có một cái trường, cái cường độ trường mà thích ứng á, nó sẽ tự động quán chuyển với nhau để cho nó cân bằng. Okay. Đây, hình này vẽ rõ hơn, cái này trạng thái vật chất đây.
trên đây là có lớp nano, nó khi mà nó qua nhiệt rồi nó bung ra thì nó có những kẽ hở khoảng trống này, trường á mới bắt đầu nó có thể tương tác và tác động và luồn vào những kẽ hở như thế. Bây giờ chúng ta có thể hiểu rõ hơn một chút là tại sao các cái bút giảm đau pen đó nó hoạt động có hiệu quả, là bởi vì như nguyên lý mà chúng ta mới vừa thấy trong các slide trên. Thì các lớp nano trên dây đồng cho phép các trường của cơ thể bạn và của môi trường xung quanh chạy qua cái bút. Thì ở đây cũng giống như là một cái phương tiện thôi, để cho cái sự quán chuyển giữa trường trong cơ thể của bạn, chỗ đau, với lại những với trường xung quanh, môi trường xung quanh, có thể quán chuyển với nhau năng lượng xung quanh và làm cân bằng năng lượng. Khi mà cơ thể chúng ta quân bình với lại môi trường xung quanh đó, thì cái chỗ đau nó sẽ giảm xuống, là bớt đau. Thì trong hội thảo tiếp theo, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tự phủ lớp nano trên đồng. Cái đó là kỳ tới. Tóm tắt cho cái phần nano, sau phần nano mình sẽ qua phần gan chút xíu. Thì tạo ra lớp nano sẽ cho phép sự tương tác xảy ra với các trường xung quanh chúng ta. Những lớp nano hoạt động như một cái bộ lọc, nó chỉ cho phép một số trường nhất định chảy qua. Rồi, chúng ta có thắc mắc gì thêm trong cái phần căn bản nano này không? Ý muốn hỏi là trong mấy cái slide nãy giờ đó, tại vì cái những câu hỏi mà cao hơn á, thì sẽ có những phần sau cao hơn nữa. Rồi mấy anh chị kia sẽ dạy, rồi chúng ta sẽ có bài dịch tiếng Việt. Còn về các slide nãy giờ, mình có rõ không? Có slide nào mà khó hiểu hay là nói còn thiếu sót một vài điểm nào nữa hay không? Vậy thì mình nói là tóm tắt là nano là một một cái vật nhỏ rất là nhỏ, mà khi mà nó được từ vật chất mà nó thành nano rồi thì nó là 30.000 lớp, phải không? Đúng rồi Nguyên, ít nhất là 30.000 lớp, ít nhất dạ. Yeah. Tức là nếu mà cái màu nó càng đen chừng nào thì cái lớp nano dày chừng nấy, có thể lên đến 50.000, 70.000, 100.000 lớp không chừng. Ok, vậy thôi. Vậy mình đi tiếp cái phần gan ha. Nếu mà không có gì thêm, không có gì bổ túc thêm. Ok, qua phần gan. Gan là gì? Lúc mà phần 1A thì có nói sơ sơ về gan. Thì gan là một trạng thái vật chất mới, một phân tử của một khí, tức là gas đó, trở thành nano của chính nó và xuất hiện như một cái trạng thái rắn. Chúng ta hay làm gan đó, thì gan như mà những cái chai gan mình thấy thường thường nó nằm trong một cái dung dịch, một cái lọ có nước trong đó, ra nó cũng giống như là bột. Nhưng mà nếu mà không có nước á, gan mà nó khô lại đó, thì nó cũng giống như một cái trạng thái rắn. Ý muốn nói là có những cái hạt mà chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể sờ được. Thì thường thường mấy trạng thái rắn là nằm ở trạng thái phân tử. Nhưng mà gan này nó khác một cái là nó là khí, nhưng mà nó ở trạng thể rắn cực nhỏ, mà trạng thái này là một cái trạng thái đơn nguyên tử, và cho nên chúng ta mới gọi nó là gan cho ngắn, tức là gas in nano solid state. Cái chữ G với A là tượng trưng cho chữ gas, N là nano. Nano lại rất là nhỏ, cực nhỏ. Và chữ S là solid, là trạng thái rắn.
Đây là trạng thái vật chất chất nè, thái vật chất là mình làm qua trạng thái nano là nó đang, rồi trừ trạng thái nano mình có thể sản xuất ra được trạng thái ga ở đây. Cái xanh xanh ở dưới đáy của cái chai nè, của cái hũ này chính là ga. Ở trên đây là chỉ là nước thôi. Mà nước này nó có cái năng lượng của gan sạc vào, thấm vào. Đây là cách từ nano mà có thể biến qua gan được. À, nếu chúng ta để cái miếng đồng mà phủ nano là cái miếng đồng đen chúng ta thấy hồi nãy đó. Và gần và cái miếng đồng trơn. Đây là miếng đồng phủ nano đây. Còn đây miếng đồng trơn. Nếu chúng ta để cái miếng đồng nano, miếng đồng trơn này tiếp xúc với một cái môi điều kiện môi trường khác, như là trong cái trường hợp này là cho nó tiếp xúc với lại trong cái nước muối á, thì chúng ta đã tạo điều kiện cho gan của đồng được tạo ra. Khi mà tiếp xúc với muối như vậy đó thì những cái hạt nano này đang khích về, đang khích mà đang dính với lại cái lằn xanh này, ý muốn nói là vẫn còn đang dính với lại cái miếng đồng vật chất, dính với vật chất. Mà bây giờ muối vào nó tách rời ra. Xin lỗi, bên đây là cái miếng dính vào vật chất này, nó là cái miếng đồng trơn. Còn cái này á, nó vẫn còn á, dính vào vật chất nhưng mà nó bị bung ra, nó tách ra. Đây là đồng nano. Ý muốn nói cái hình này là nó ám chỉ cái miếng đồng này, miếng đồng đen này nè. Còn cái hình này, mấy cái hạt bóng tròn này, cái hạt tròn này ám chỉ đến cái miếng đồng trơn này. Thì khi hai cái này để gần với nhau trong trường hợp trong cái môi trường của muối này á, thì hai cái này nó tương tác với nhau, nó sẽ làm cho những cái hạt nano này nó đã rỗng rồi nhưng mà vẫn còn liên kết, nó vẫn còn dính dòng cái miếng đồng, nó từ từ nó sẽ trở nên tự do, nó sẽ tách ra, nó rớt ra và nó sẽ không có gắn liền với đồng nữa. Khi nó không gắn liền đồng nữa thì những cái hạt này á, nó tương tác, nó sẽ hình thành một cái chất gan. Chất gan đó thì mới đầu nó còn bồng bềnh nhưng mà từ từ nó sẽ lắng xuống ở dưới đáy. Gan này gọi là gan đồng bởi vì chúng ta dùng hai miếng đồng chúng ta sản xuất ra. Còn ở trạng thái gan là đây, cái hạt nano nhỏ chúng không còn gắn với dây đồng nữa. Đây nè, những hạt này không chúng gắn với dây đồng nữa và chúng trở thành nguyên liệu gan đồng oxit, copper oxide. Đây là những cái hạt gan nhưng mà giờ hạt nano mà bây giờ là thành gan rồi, nó tự do rồi, nó không còn dính nữa và nó trở thành cái màu xanh đẹp như vậy. Tùy theo cái miếng kim loại mình làm mà nó sẽ ra màu khác nhau, đồng thì nó ra màu xanh. Thì mỗi một hạt gan này nó giống như là một cái quả bóng mặt trời nhỏ xíu. Cái năng lượng của nó bức xạ ra ngoài liên tục. Bởi vì gan lúc nào nó cũng phóng ra năng lượng liên tục. Đây là cấu trúc của một hạt gan, các từ trường và trọng trường của một plasma. Một gan chính là một cái plasma. Thì một plasma được làm bằng hàng triệu các trường kết tụ lại và xoay chuyển liên tục. Đây là một cái sự tương tác năng động giữa các trường. Trong các hội thảo tương lai, chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách sản xuất ra các gan sau đây. Gan CO2, gan đồng, gan kẽm, gan CH3, acid amin, gan thực phẩm, gan canxi, gan thuốc và gan biển. Hay là gan nước biển. Tiếng Anh kêu là ocean gan. Rồi, vậy là phần gan chỉ là khái quát như vậy thôi cho các bạn mới có được cái ý niệm, chút đỉnh ý niệm về gan là gì. Thì tóm tắt lại là mỗi một hạt gan nhỏ giống như một mặt trời nhỏ, nó hay ở cái điểm đó.
Đây cũng là một cái điểm hay của công nghệ plasma, gan rất là quan trọng. Nó chính là cái nguồn để phát ra năng lượng. Bởi vì nó ở một cái trạng thái tự do, cho nên nó có thể phát ra các trường mạnh hơn bất kỳ vật thể nào ở cái trạng thái vật chất nào. Nó tiếp tục cho ra và nhận vào các trường năng lượng. Rồi, chúng ta xong phần về gan rồi. Quý vị có ai có câu hỏi gì muốn hỏi hay không? Về các slide nãy giờ trình bày, có chỗ nào muốn hỏi hay không? Mary ấy. Dạ. Chữ gan sở là do chữ geyser hay nano state chứ không phải nano solid. Tại vì state là trạng thái nano chứ không phải ở trạng thái nano rắn đâu nha. Cứ đó coi kỹ đi, người ta viết rõ ràng gan sở là gas in nano state. Có chừng dịch lộn á. Vậy hả ba? Ừ, tại cái giờ giờ con nghe, chọn cái con nghe là gas in nano state hả? À, state. Cái ở chữ nào nó cũng biết là state hết, nó với vậy là solid. Tại vì chính ra có nhiều cái câu hỏi người ta đặt ra, người ta tại sao gọi là gas? Nó là solid, à, nếu mà solid thì không thể gas được, nhưng mà nó là state thì nó ở trạng thái nano nhưng mà nó ở dạng geyser. Thì ví dụ như nước nó có thể hấp thu được oxy, oxy coi người ta gọi là gì, mà oxy nó vẫn không hòa tan nước thì người ta lấy ra nước dễ dàng. Gan cũng vậy, nó ở trạng thái geyser thì nó ở trạng thái tự do, vì thế người ta lấy ra nó bất cứ lúc nào mà nó không hòa tan, đó là cái trạng thái. Còn mấy cái muối thì nó hòa tan, còn cái geyser nó không hòa tan. Ví dụ oxy vô nước thì nó không hòa tan, và cái gan nó vô nước nó không hòa tan, nó chỉ gọi là ở trạng thái lơ lửng ở trên thôi đó. Vì thế cái nó mới gọi là geyser. Và vì nano state là vì nó là ở trạng thái cực nhỏ, mà nó ở trạng thái cực nhỏ đó nó mới có đặc tính như là khí vậy đó, và nó chỉ lơ lửng ở trong nước mà thôi. Có quý vị nào có ý kiến nào khác hay không? Mary nghe qua 3-4 người nói là gas in nano solid state. Rồi, đây, câu này chính xác là gas in nano solid state chứ không phải là state không. Solid state là trạng thái rắn luôn. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Đúng là có chữ solid state, Mary nghe nhiều lần. Mary nghe, có nghe nhiều lần ở bác. Có thể là... Là có sự bỏ sót chút nào ấy, đúng ra là gan. Chị mê ai, chị có thể nghe nhiều lần, không nghĩ nó là chính xác. Đúng rồi, chính xác là lấy cuốn sách của thầy Cash kia nó để trong đó, lấy cuốn sách rồi thầy Cash ra để biết nè. Mary nghe nhiều lần, không phải nghe từ một số người mà cũng nghe trong hội thảo nữa, và nghe trong lớp nữa. Và đúng, nếu mà mình muốn chắc ăn thêm, mình có thể so lại với lại cái cuốn sách của thầy Cash. Rồi, còn điểm nào nữa hay không? Nó cũng rõ quá ha. Về phần gan nó cũng đại khái căn bản rồi. Còn về thực hành mấy kỳ sau sẽ đi sâu hơn nữa. Nếu mấy lớp căn bản này mà học được cách làm được luôn gan thực phẩm với gan canxi với lại gan thuốc, gan biển là cũng khá nhiều. Nếu mà làm được những cái căn bản này là khỏe rồi, có thể chăm sóc về, có thể là nguyên liệu cần thiết để mà ứng dụng hầu hết trong mọi ứng dụng về sức khỏe. Ok, nếu mà không có điểm gì thêm thì kể như mình xong về phần này, ngắn gọn. Rồi kỳ tới nữa mình sẽ... Kỳ tới okay. Kỳ tới dự định là làm về phần sức khỏe, tùy theo ngắn dài nữa, nhưng mà để xem.
vẫn còn chờ dàn bài. Ok, nếu không có gì thêm nữa. Dạ. Yeah. Đúng rồi đó, để ở trường trời nó viết là solid state. Nhưng mà mình phải hiểu là nano để sau này sẽ bàn tiếp để tiếp tục. Ồ, cảm ơn bác. Bác kiểm tra lại chỗ nào vậy bác? Cái chữ S là solid state luôn. Google kiểm tra được lại nhất. Không phải kiểm tra chữ này nè. It gas in nano state. Nano là chắc chắn rồi ha. Chữ S là người ta hơi có thắc mắc tại chữ S ở họ. Có thể có nghĩa là solid mà cũng có thể có nghĩa là state. Nano thì đó là Mary ơi, cho 100.000 tiếng đi. 100.000 gì? Ok, được rồi. Thì chị tiếp tục đi nhìn Mary. À, mình xong cái phần này rồi. Ok. Quan trọng là cái mình kêu nó cái gì, miễn mỗi người biết là nó trong cái trạng thái mới. Yeah, thật ra đúng rồi. Thịnh nói đúng rồi, quan trọng là mình hiểu cái bản chất của nó. Thì khi mà nó khô, gan mà khô thì chắc chắn cái đó là solid rồi. Mà lúc mình thì mình nhìn nước không, nhớ không, nano là chắc chắn là có rồi. Nếu mình nhìn nước, nó loãng trong nước thì cái đó là không ai nói là solid. Tức là không phải là trạng thái rắn. Khi mình nói chữ rắn á, mình có nghĩa rằng rắn như khúc củi hay là xi măng, cái đó là rắn. Nhưng mà nó có những cái hạt nào mà nó lạ một cái là cái trạng thái mới của khoa học plasma là tại sao nó là cái thể khí mà nó có thể có khi nó trong cái trạng thái giống như bột và hòa với nước, rồi khi mà không còn nước nữa thì là bột. Thì ý nghĩa chánh ở trong đây nói rằng nó là khí mà nó không có ở trong cái dạng khí, mà nó ở trong cái dạng mà chất lỏng hoặc là trong cái dạng rắn, mà nó lại không phải là phân tử mà nó là nguyên tử nhỏ, cực nhỏ mà lại đơn nguyên tử. Thì cái đó là cái ý chánh của cái chữ GANS. Ok. Rồi xong phần đó rồi. Ngoài ra quý vị có cái gì hay xảy ra mà biết không, muốn chia sẻ ngắn gì hay không? Dạo này có ai coi xem mấy cái testimonial hay là cái gì khác không? Hay là có kinh nghiệm gì khác để kể không? Anh Quen có kinh nghiệm gì lúc trước bị giao cắt đứt tay hay sao? Để kể là cho quý vị tham khảo. Sau hôm hổm đang tháo một cái dòng trong cái lọ bằng chai thì tự nhiên cái dao nó vụt đâm thẳng vào cái ngón tay giữa bên tay trái, ở trên móng tay chút xíu máu nó phun ra, rồi xong rồi lấy nước liquid plasma CO2 rửa liền trong vòng 5 phút sau, rồi xong rồi lấy cái pen để vô trong vòng 15 phút là nó hết luôn. Cái này thường thường nó nhức tới 2-3 ngày, nhưng mà cái này trong vòng 15 phút là nó xong. Nó không còn nhức, không còn đau nữa, không còn chảy máu luôn. Đó là để chia sẻ với anh chị nếu mà bị dao cắt ngón tay hay là gì thì liền lúc đó rửa bằng liquid plasma, rồi xong lấy cái pen hơn nó khoảng chừng 50 phút, 15 phút là sau đó là hết luôn. Ok. Ok, cảm ơn Quyền. Ok, vậy là xong rồi. Cái đó là kinh nghiệm của Quyền để chia sẻ với quý vị. Mới đây thôi.
sâu. Ok, vậy mình sẽ chấm dứt ngay đây. Dạ, mình sẽ trở lại từ trường tới. Xin hẹn lại quý vị lần tới là lần 53, là mình sẽ đi vào phần 2 của về sức khỏe. Ok ha. Vậy mình sẽ chấm dứt ở đây. Còn có câu hỏi gì, thắc mắc gì nữa không? Có ai muốn nói gì không? Hay là mình đã ngăn kết thúc đi Nguyên. Nói lớn lên. Có gì quý vị vào Zoom riêng ha. Số Zoom là 558-842-4415. Nếu mà mình có gì muốn. Ok, vậy xin chúc các quý vị một ngày vui vẻ và an lành. Dạ, được tốt lành. Bye bye tất cả. Ok, bye. Bye bye.